Trong những năm gần đây, phong trào tập thể thao fitness bắt đầu phát triển khá mạnh ở Việt Nam. Đi cùng trào lưu đó là powerlifting, một môn thể thao sức mạnh vừa tương đồng với cử tạ, vừa có những đặc điểm hết sức thú vị. Cử tạ đó mình có thể nói nó là thiên về gọi là cái tốc độ và sức mạnh. Nhưng mà còn powerlifting thì nó thường thiên về gọi là sức mạnh tuyệt đối. Và cử tạ thì là họ cần rất là nhiều kỹ thuật, cho nên là rất là khó tập luyện một cách đơn giản ở những cái phòng tập bình thường. Nhưng mà powerlifting thì mình có thể tập luyện ở mọi nơi. Nếu như cử tạ có hai động tác cơ bản là cử giật và cử đẩy, thì nền tảng làm nên powerlifting là gánh tạ, đẩy ngực và nâng tạ. Sự phát triển của phong trào powerlifting là nguyên nhân tất yếu dẫn đến sự hình thành cuộc thi powerlifting meet. Thực ra cuộc thi này là để phục vụ cho cái cộng đồng powerlifting nói riêng cũng như là cộng đồng fitness nói chung ở Việt Nam. Thì khi mà có một cái cuộc thi này, nó sẽ trở thành một cái sân chơi mới cho mọi người. Trong lần thứ hai tổ chức, cuộc thi powerlifting đã thu hút một lượng lớn đăng ký, trong đó có cả những vận động viên người nước ngoài. Năm ngoái, tôi đã vô tình biết đến cuộc thi trong chuyến du lịch Việt Nam. Trở lại lần này, tôi thấy các vận động viên Việt Nam đã mạnh hơn rất nhiều. Một môn thể thao và một giải đấu thú vị cho những người đam mê sức mạnh. Với những giải đấu bổ ích như thế này, có lẽ phong trào tập powerlifting cũng như fitness tại Việt Nam sẽ còn tiến xa trong tương lai.